À, một bạn sinh viên đã hỏi: con chào thầy ạ, thầy cho con hỏi ạ. Một, thầy có tin vào số phận không ạ? Liệu sinh ra mỗi người đều có số phận riêng của mình đúng không ạ? Vì cuộc sống nhiều việc nó phát sinh quá bất ngờ, nhiều chuyện nó sinh ra ngoài tầm kiểm soát, ngoài kế hoạch định hướng ạ. Số phận. Có những kinh Đức Phật cũng thể cũng công nhận là con người ta có số phận. Sinh ra sướng vui buồn khổ đều có số phận. Nhưng Đức Phật lại quan điểm của Đức Phật là gì? Không giống như các tôn giáo khác. Các tôn giáo khác họ nói là con người ta sinh ra có số phận. Nhưng mà số phận đây rồi do một vị thần linh, do một đấng Chúa trời, Chúa tể nào đó ban số phận cho chúng ta. Chúng ta tốt với các ngài thì các ngài thương, các ngài ban cái số phận tốt đẹp chúng ta. Chúng ta không tốt với các ngài hoặc có lỗi lầm với các ngài á, thì các ngài gì? Các ngài giáng họa cho chúng ta, ban cho chúng ta một cái số phận gì? Hầm hiu, ô tịch, u tịch, cô liêu, cô lẻ, vân vân đó. Khổ đau vân vân đó. Nhưng Đức Phật nói không, cái số phận đó tất cả đều là do chính rồi, cho chính chúng ta tạo nên. Chính chúng ta tạo nên, chúng ta là chủ nhân ông của nghiệp. Cho nên Đức Phật, Phật giáo vẫn công nhận có số phận, nhưng số phận đấy là do chính chúng ta tạo nên, chứ không phải do một đấng thiên tạo, một đấng gì tạo hóa nào, một đấng thần linh nào ban cho chúng ta. Và Phật thuyết con người chúng ta chính là chủ nhân ông của nghiệp, chính là nghiệp tạo nên cái số phận khổ đau vui sướng, thọ mạng hay là chết yểu vân vân của chúng ta, chính là nghiệp do bản thân chúng ta tạo nên vậy. Cho nên ở đây thầy là người học Phật, thầy tin theo lời Phật nói là gì? Có số phận. Nhưng thầy khác những người thế gian bình thường khác, tin số phận là do một đấng Chúa trời hay là một đấng gì, một đấng thần linh tạo ra. Nhưng thầy lại tin khác với những người đó. Đó là sao? Niềm có số phận nhưng do chính bản thân thầy tạo ra số phận của thầy. Và thầy có thể gì? Thay đổi số phận của thầy bằng cách học theo lời Phật dạy, hành theo lời Phật dạy, và chuyển đổi được số phận của mình từ xấu có thể thành gì? Thành tốt. Và thầy đã chứng minh được điều đó. Trước đây khi chưa xuất gia, thầy cái gì cũng không có, miếng ăn cũng không đủ, cuộc sống rất khổ đau. Nhưng xuất gia nhất tâm làm theo lời Phật dạy thì bây giờ không phải lo về cái vấn đề cơm áo gạo tiền nữa. Vì gì? Cuộc sống của người xuất gia không cầu mà gì? Tự có. Không mong gì mà tự đủ. Cho nên bây giờ thầy cũng không mong cầu cái gì hơn nữa. Tất cả thì mọi cái gì đều làm là trên thì cầu Phật đạo, dưới thì tùy duyên để giáo hóa giảng giải giáo lý của Đức Phật đến với tín đồ Phật tử và thiện nam tín nữ, khiến cho ai nấy nếu có duyên với mình, có duyên với Phật pháp thì họ họ khởi được tín tâm, họ học Phật và tu Phật được lợi ích trong cuộc sống này, thì đó là báo đáp ân Phật rất tốt rồi. Đó. Cho nên á, tự mình thay đổi được cái cuộc sống của mình. Và mọi người ai làm theo lời Phật, người đó cũng đều có thể thay đổi được mạng sống của mình, thay đổi được số phận của mình. Và thầy mong rằng bạn cũng có thể làm được điều đó. Nếu như bạn có niềm tin tuyệt đối vào Đức Phật, bạn thực hành theo lời dạy của Đức Phật ở trong Tam Tạng, Thánh Điển, Kinh, Luận Luận, thì bạn có thể gần như chắc chắn bạn chuyển đổi được cái số phận của mình theo như lời Phật dạy.